Hôm nay chúng ta tiếp tục làm một con mồi. Con mồi này thì tôi dùng cái lưỡi trên ply các bạn. Hôm nay tôi dùng lưỡi 14. Lưỡi này không có ngạnh nha các bạn. Nó đạt tiêu chuẩn của châu Âu đó. Ở nước ngoài người ta dùng không có ngạnh nha các bạn. Nó sợ tổn thương đến con cá là người ta dùng không có ngạnh. Và không có ngạnh đòi hỏi kỹ thuật rìu cá của các bạn cao hơn. Các bạn trùng dây là nó quẫy một phát là ra. Khi dùng lưỡi này các bạn nhớ mang theo cái vợt. Các bạn rìu cá nó nổi lên một nửa ở trên mặt nước này, thì nó mới không bung được. Các bạn mà để nó trùng dây xuống chìm xuống quẫy cái là nó bong đấy. Hoặc là các bạn lôi cao lên lên trên hà cạn là nó dãy là nó cũng bong. Các bạn phải có cái vợt, cái vợt. Hôm nay tôi làm lưỡi size 14. Hạt này cũng hạt của nó để chuyên làm fly các bạn. Hạt này ở Shopee, Lazada nó bán bao nhiêu? 25 hạt làm cỡ khoảng mấy chục nghìn đấy, 70-80 đấy các bạn. Hạt xịn đấy, rất là đắt. Thường thường các bạn mua mấy cái hạt nó xi bằng đồng như thế thì về các bạn để nó oxy hóa nó xịt màu, các bạn đi câu ngâm nước là nó xịt, nó không sáng. Cái hạt này thì nó có lớp sơn, nhưng mà sơn này sơn mạ của nó rất tốt, tôi để cũng khá lâu rồi. Hạt này tôi mua cũng cả mấy năm rồi, hôm nay lục ra lại thấy, tôi lấy tôi làm luôn các bạn. Lưỡi này rằng lưỡi có cái đầu gãy các bạn. Các bạn mua lưỡi thẳng cũng được, mà lưỡi dùng này cũng được. Không, cái này không quan trọng. Lưỡi này rằng lưỡi dích. Đấy. Hôm nay thì mình dùng toàn màu hồng, màu cam gì đấy nhé. Hiện nay tôi dùng... Lẽ ra các bạn có thể quấn chì vào đây, nhưng mà không quấn chì được tại vì suối nó nông, mưa các bạn cứ kéo đánh tòa lai thì các bạn muốn quấn chì. Rồi các bạn lót một lớp chì đi, các bạn trùng chì màu hồng cũng được, do cái lông mình đắp vào nó hợp màu. Đấy. Rồi cái này thì mình dùng lông ngỗng làm đuôi. Cái lông ngỗng này mà bắt vào cái lưỡi câu nhỏ này nó rất khó nha các bạn. Nó sẽ rúm lại chứ nó không có xòe ra hai bên. Nên cái này đòi hỏi các bạn đặt phải khác, cũng phải khó khăn đấy. Biểu các bạn đặt sao tôi đặt cái này thấy hơi khó. Mặc dù tôi cuốn cũng rất nhiều, tôi đặt nó không có xòe ra. Chỉnh mãi mới được. Đấy. Thấy à? Khó xòe ra lắm. Rồi cái body này tôi cho bằng sợi cước này các bạn. Cái này là cước thun. Cái dây này hơi nhỏ. Các bạn có thể dùng bằng dây đồng hay là các bạn dùng bằng sợi gì cũng được. Lông về
mịn cũng được. Nhưng hôm nay tôi làm tôi cho bằng cước, loại cước thun này á, là người ta hay dùng để xỏ vòng đấy các bạn. Nó dây cước nhưng mà nó có giãn. Để các bạn mua cái dây tùy theo loại lưỡi. Lưỡi nhỏ thì các bạn mua dây nhỏ thôi. Các bạn chuyên làm cá mương thì các bạn mua dây nhỏ. Cái này nó dây này nó có một cái nhược điểm này các bạn. Các bạn cuốn cái này á, cái dây này mà các bạn không phủ keo á, hoặc là các bạn chỉ để cho nó dính cái keo vào á, là cái chất như kiểu cái xăng thơm hay là cái cồn gì ở cái keo đó các bạn, nó sẽ làm cái dây này đứt nha các bạn, nó mổn cái dây này ra. Nên nếu các bạn cứ cuốn cái này, thứ nhất là không cho nó đụng vào keo về cái keo để các bạn chốt chỉ đấy, các bạn làm sao đừng cho nó dính vào. Hoặc đã dính vào á thì các bạn phải phủ hết. Thế nha, các bạn phải phủ hết nha. Phủ kín luôn, sấy khô luôn, nó ở trong đó thì nó không đứt được. Hoặc là các bạn dùng loại keo tốt, các bạn cho vào cái là nó phải khô cứng ngay thì nó sẽ không làm mòn cái này, cái dây cước này ra. Rồi các bạn cuốn hơi xấu, các bạn cuốn cho cái bồ đề này nó to lên, mập lên. Các bạn có thể cuốn chì vào trong cho con mồi nó nặng, nếu như một chỗ các bạn câu mà nó sâu, nước sâu. Rồi, các bạn cuốn cái này làm cái body. Các bạn nhớ, dưới này các bạn kéo cái dây nó căng ra để cho nó nhỏ lại. Quấn sát vào nhau. Rồi các bạn cắt bỏ đi. Rồi chỗ này thì thường thường các bạn cho tiếp cái lông công và cái lông ngỗng này vào, các bạn làm cánh hai bên, cho hai bốn cái hoặc hai cái vào cũng được, giống như mọi người hay làm ấy. Mấy người mà làm bán ở trên trên mạng đó là tôi thấy hay làm như thế. Nhưng mà hôm nay ta không cho nó cái cánh, cái chân mà người đấy, bây giờ ta cho nó chân nữa các bạn. Chân của nó ở đây thì hôm nay tôi cho nó bằng cái sợi cao su. Sợi cao su mà các bạn hay thấy người ta làm cái sau đuôi của mấy con nhái đấy, nhái nhảy đấy. Các bạn thấy không? Đấy. Đấy, thì hôm nay đây các bạn, cái sợi cao su này này nó ở sau sau đuôi mấy con nhái bằng gỗ nhái nhảy của Thái Lan này có đấy, hoặc là nhiều con mồi nó hay có cái này đấy. Các bạn lấy cái này làm cặp chân nó nha các bạn. Thế này các bạn cặp nó vào bên cạnh.
hai bên. Đó. Rồi bây giờ các bạn mới cho cặp cánh vào. Cánh các bạn thích cho màu gì cũng được, màu trắng, màu hồng gì cũng được. Thường thường thì cánh hay màu trắng, đúng không? Giờ mình mới cho cánh vào. Với hai cái lông ngỗng màu trắng các bạn đặt vào cánh, các bạn làm vừa thôi, không cần dài quá nha các bạn. Đặt lên lưng đó, buộc nó lại, kéo hai cái chân này xuống. Buộc tiếp, rồi cắt đi. Cái này nó thò đầu ra không sao các bạn. Đấy. Chỗ này các bạn, cái đầu này các bạn có thể quấn lông mềm cho nó xù lên. Tôi làm luôn. Lẽ ra là tôi không cho đâu, ta không cần thiết. Nhưng mà cứ làm thêm, nếu như các bạn bỏ cũng được, các bạn không làm cũng được. Cái này nếu như các bạn cho thì các bạn thường thường các bạn cho cái loại mà nó có kim tuyến. Quấn cái này vào để giấu chỉ. Đấy. Rồi đặc biệt cái này các bạn phải cho keo trước. Các bạn muốn cái sợi nhựa kia nó không chảy ra. Cái sợi dây dù các bạn muốn nó không chảy á. Các bạn cùng keo đặt. Các bạn cho chỉ vào đấy. Rồi các bạn cuốn. Tại vì khi cuốn cái này á, chỉ nó lọt vào trong cái lông kia nên các bạn chấm keo không có được. Các bạn cuốn sát vào cái hạt này là tự nó tuột xuống. Đấy. Bạn chỉnh lại mấy cái chân. Rồi các bạn chân các bạn cắt bớt đi. Cắt cho nó hai bên nó đều với nhau. Cái này á, các bạn có thể không cho cánh, không cần cho cánh cũng được. Con bọ nó có bốn cái chân rồi, các bạn không cần cho nó cánh cũng được, các bạn tiết kiệm. Đấy. Đấy, các bạn thấy không ạ? Giờ này trời hơi nắng nó rọi vào cái cửa sổ, hơi chói, các bạn thấy không?
Các bạn mà muốn nó chắc nữa, các bạn chấm keo vào cái đầu này, các bạn để keo nó chảy vào trong, nhớ thông cái lỗ này nhé. Đó, cái thân của nó, trước khi mà lắp chân lắp cánh lên đây thì các bạn cuốn xong cái body nó bằng cái dây cước, các bạn thích các bạn phủ keo lên là nó sẽ cứng lại, nó sẽ không đứt cái dây đó, thì nó lại rất là cực bền. Đấy, còn đây tôi không có phủ keo, phủ keo thì nó bền, còn các bạn không phủ keo này các bạn dùng thời gian cái dây này nó không đứt là hỏng con mồi thì mình lại phải làm lại. Nên các bạn có keo các bạn phủ hết lên cái thân nó cho nó cứng lại. Rồi, thế là xong một con mồi nữa nha các bạn nhé. Thì con mồi này thì nó đòi hỏi mình phải tốn tiền mua cái hạt này, nếu không các bạn mua bằng hạt thủy tinh, hạt cườm thủy tinh nha các bạn. Cườm thủy tinh thì tùy theo lưỡi, nếu lưỡi câu mà các bạn mua size 14, 16 thì các bạn mua cái tầm 2 ly rưỡi hạt thủy tinh, cái đường kính nó 2 ly rưỡi là nó vừa, cùng lắm là 3 ly. Nhưng mà cái hạt thủy tinh ấy nó dày nên nó rất khó luồn vào cái lưỡi câu, không phải cái hạt nào cũng được các bạn. Nó cũng rẻ lắm, mấy chục nghìn, cả hàng là ngàn cái hạt đấy. Về thì cái nào mà luồn vào được luồn, không thì bỏ thôi, cho mấy đứa nhóc nó sâu vòng tay nó đeo. Rồi, các bạn thấy hay thì cho một like nhé. Thấy các bạn xem video nhiều mà chả thấy like, rồi cũng chả thấy đăng ký không, mấy chục người à. Thì các bạn cho một like động viên, cho đăng ký kênh để nhấn chuông để xem những video tiếp theo. Rồi, chào các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.